Chào mừng các bạn đến với channel mình là Slenderman đây. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách được mang tên đó là thử thách xây nhà hiện đại chỉ trong 1 giây. Ok, thì có lẽ các bạn nghe tới 1 giây là các bạn đã không tin rồi. Có ai mà xây một cái modern house mà trong 1 giây không? Nếu mà pro lắm á, xây một cái modern house còn phải mất nửa tiếng đồng hồ mới xây được. Còn mình tại sao mình xây được chỉ trong 1 giây thôi? Mình có nên mình chém gió ư? Không, có lẽ các bạn nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà không đâu, không. Tí nữa thôi mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là mình sẽ xây một cái căn nhà modern house chỉ trong 1 giây thôi. Và nếu các bạn thích video này của mình á, thì tại sao các bạn lại không dừng video lại, like một cái để cho mình biết các bạn chính là fan của mình. Và đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình. Và nhớ là hãy xem hết video, xem hết quảng cáo, bấm quảng cáo để ủng hộ mình nha các bạn. Thì nếu các bạn nào không xem hết quảng cáo thì có thể bấm vô quảng cáo giùm mình thôi. Bấm vô quảng cáo giùm mình đi các bạn à, để ủng hộ mình. Mình làm nhiều video hơn nữa cho các bạn xem. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách nha. Let's go. Rồi ok, và mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách nha. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào thử thách xây một cái modern house ở chỉ trong 1 giây á, thì mình sẽ phải thử coi là mình xây một cái căn nhà coi mình mất khoảng bao nhiêu phút. Đó, thì bây giờ mình sẽ xây một căn nhà bình thường thôi. Một cái căn nhà nói chung là căn nhà của thằng núp đi ha. Căn nhà của thằng núp đi. Thì bây giờ mình sẽ chặt cây trước. Ok, mình sẽ chặt cây, sau đó mình sẽ xây cái căn nhà của thằng núp coi là mình mất khoảng bao nhiêu thời gian để mình có thể xây được một căn nhà. Mà tại sao mình lại chém gió là mình nói xây một cái modern house chỉ trong 1 giây thôi. Có thể là chém gió đấy các bạn. Thì bây giờ mình phải xây cái này trước, coi mình xây một cái căn nhà của thằng núp thôi mình mất khoảng bao nhiêu thời gian. Thì đầu tiên là cái khi mình chặt cây thì mình sẽ không có tính thời gian rồi, mình chỉ tính cái thời gian là lúc mình vô mình xây thôi. Ok, và có nhiều bạn sẽ kêu là có một cách để xây một cái căn nhà chỉ trong 1 giây thôi. Một cách, có một cách. Ok, thì lát nữa mình cũng đã chuẩn bị cái cách đó rồi, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đổi ra. Ok, oh yeah, rồi có lẽ là 40 gỗ là đã đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiếm một cái địa hình nào đó. Ok, có lẽ mình sẽ lên đây đi. Ở đây có cái đường mặt thang sẵn các bạn. Rồi, ngon vãi. Đó, bây giờ thì mình sẽ lên đây và mình sẽ kiếm một cái địa hình nào đó. Ok, đặt địa hình này ok nè. Đây, một cái địa hình này rất là ok. Và sau đó mình bắt đầu, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây căn nhà của thằng núp. Và mình sẽ tính thời gian coi là mình sẽ xây mất bao nhiêu thời gian để có thể xây được một căn nhà nha các bạn. Và bây giờ thì mình bắt đầu vào xây căn nhà này thôi. Mình có 40 gỗ rồi thì mình chắc là mình sẽ xây ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, thì bây giờ mình có 40 gỗ, mình xây một căn nhà của thằng núp thôi. Mình coi bao nhiêu nha. Mình sẽ cố gắng không có xây sai để hay bị cái gì hết. Rồi, đó, nhà thằng núp là chỉ có như vậy thôi. Đó, các bạn thấy lại không? Nhanh chưa? Và hiện tại là không biết là bao nhiêu rồi. Một phút chưa? Chưa được một phút. Ok, mình xây một cái modern house còn có 1 giây thôi mà. Rồi, đó, ok. Xong, căn nhà của thằng núp. Chết rồi, còn trên đây nữa. Còn trên đây nữa mà mình chưa xây xong. Ok, mà nhà thằng núp cần gì cao đúng không? Mình chỉ cần xây như vậy thôi. Và để coi là mình xây mất hết bao nhiêu. Hết gỗ rồi. Hết gỗ rồi các bạn. Ok, và bây giờ thì dừng lại. Dừng lại coi là bao nhiêu. Ok, và mình đã coi được. Và mình thấy là khi mà mình xong á thì mình đã mất hết khoảng 39 giây rồi. 39 giây thì mình xây một cái căn nhà này. Và có nhiều bạn chắc chắn sẽ, đây mình đã chuẩn bị sẵn luôn rồi. Các bạn kêu là có cái cách để xây một căn nhà chỉ trong 1 giây thôi. 1 giây thôi. Ok, cái đó là cái cách mà thực sự là ai cũng biết rồi. Và cái cách mà để xây được một cái căn nhà như hồi nãy các bạn nãy mình nói đó, xây nhà nấm đúng không? Các bạn kêu là xây chỉ trong 1 giây đúng không? Kiểu là các bạn làm theo cách này đúng không? Nè, đó, 2-3 giây nè, 4 giây nè, đó, nó mới ra một cái căn nhà nấm cho các bạn. Ok, khá là mất thời gian. Nhưng mà cái căn nhà nấm này thì nó thực sự là các bạn thấy đi, nó có cái quái gì trong đây đâu. Các bạn trồng lên thì rồi xong các bạn xây một cái bỏ đồ ra đây là xong. Nhưng mà không, cái lần này á, mình sẽ xây một cái modern house luôn, chỉ trong 1 giây thôi. Các bạn không tin đúng không? Ok, bây giờ thì ở đây mình đã chuẩn bị rồi. Mình đã chuẩn bị những cái căn nhà của mình rồi, các bạn thấy chưa? Rất là nhiều nhà. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ vào đây. Các bạn thấy cái modern house chưa? Modern house. Modern, bấm vô nè, modern house. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi ra một cái chỗ nào đó. Mình sẽ đặt cái modern house của mình ra và mình sẽ cho các bạn xem. Tất nhiên lúc đầu các bạn tưởng mình nói dối không? Không đâu. Nè bây giờ. 1 2 bam. Ok. Ok, các bạn tin chưa? Các bạn đã tin chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi kệ các bạn. Đùa thôi chứ các bạn chắc chắn các bạn phải tin thôi, chứ nghĩ sao mà không tin được. Nghĩ coi nè. Đây mình sẽ đi xung quanh trước cái đã. Cho các bạn thấy được cái modern house. Hiện tại mình đang ở chế độ sinh tồn nha các bạn. Sinh tồn đấy, chứ không phải là ở chế độ gì đâu.
mà mình đã có một cái Modern House rồi nè. Thiệt chứ mình ngại ghê luôn á. Mình xây một cái Modern House này chỉ trong một giây thôi. Bây giờ mình sẽ vô cái Modern House này cho các bạn xem nè nha. Đó, thử thách nè. Nói chung là thử thách mà, cho nên là chúng ta cũng... Oh my god. Ở đây có rương đồ nè, mà không có gì trong đây hết. Ở đây có bậc thang đi lên nè các bạn, Modern House nhé. Một cái Modern House mà các bạn đã thấy rất là nhiều rồi, cho nên là mình cũng không cần phải nói nhiều nữa. Ok. Đó, Modern House đơn giản vậy thôi. Quay trên đây có đường lên nữa nè. Wow. Wow. Phê chưa? Thấy phê chưa? Đó là cái Modern House của mình. Ôi chết tôi. Đồng phẩm parkour như cứt. Vậy mà không qua nữa chứ. Đó, Modern House. Cái căn nhà này hình nhớ hồi trước là có một cái căn nhà giống như vậy nè. Mà làm bằng redstone, nó bán giá 10 triệu đô. Phải phải thật. Đó, đó là cái Modern House mình sẽ xây là một căn cho các bạn xem đấy nha. Một căn nữa. Mình sẽ đi lại đây, mình sẽ xây cho các bạn xem nè. 1, 2, BAM. Ok. Các bạn đã thấy chưa? Modern House. Quá đơn giản. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy thêm mấy kia ra cho mấy các bạn coi. Thì mình đã chuẩn bị đây sẵn vài cái nhà rồi. Đó, đầu tiên là hồi nãy là các bạn thấy là Modern House của mình đúng không? Modern House. Bây giờ thì mình sẽ ra cái Small House, là căn nhà nhỏ hơn. BAM. Nhà này sinh tồn là vô địch luôn nè các bạn. Nhà này thường thường là sinh tồn rồi. Đó, căn nhà các bạn. Oh, well. Now. Nó nói gì mình không biết nữa. Ok, đó, đó là cái căn nhà Small House. Và cái này là Big Boat. Wow. Đây là một cái tàu. Cái này gọi là cái cano thì đúng hơn các bạn. Cano dạng khử lớn á. Cái này là Big Boat. Là cái cano á. Cano á, bơi nhanh. Ô, mình lên được cano này không? Phòng nóng cho mình lên à. Có đường lên nè. Cái đường này có gì không? Không có gì hết. Wow, đây là cái cano nè các bạn. Thấy chưa? Mình đâu có nói dối các bạn đâu. Rồi, đến là villa. Cái này là villa. Villa. Boom. Một cái Modern House khác. Cái này là villa các bạn ơi. Này là cái villa. Oh my god. Cái này còn khủng hơn cái kia nữa các bạn. Cái nhà này còn khủng hơn cái kia nữa. Vãi thật. Wow, phê vãi rồi. Để mình đi coi. Modern House, Modern. Đây là một cái villa. Hình như trong đây không có cái rương các bạn ơi. Cái rương không có đồ. Ở đây có hồ bơi nè. Right. Các bạn thấy phê chưa? Phê lòi không? Trời. Wow, và bây giờ mình chuyển qua như vậy nè. Chết rồi. Mình không thể chuyển được. Mình quên cài đặt cái kia rồi. Thôi cài đây. Rồi, tiếp theo đó là cái Watch Tower. Là tháp đồng hồ à. Tháp đồng hồ chăng? Đúng rồi. Không, cái này là cái đài quan sát chứ không phải là tháp đồng hồ. Y như cái ngọn hải đăng vậy các bạn. Mà mình không biết lên là đường nào. Mình lên, mình có đường vô không? Có một cái đường vô mà nó không cho đường gì sao vô. Đường gì sao vô. Thôi kệ đi. Cái là một cái tháp ghi như cái ngọn hải đăng các bạn, cái đài quan sát á. Và tiếp theo đó là cái wow là cái gì ta? Để mình coi coi. Wow, sao ngước mặt lên trời rồi. Ngước mặt lên trời hẳn đời vô đó. Đằng kia có... What? Đằng kia có đất làng nữa kìa. Ok, mình sẽ wow là cái gì? Là cái giếng. Gọi cái giếng nước các bạn à. Ok, mình nhảy xuống dưới coi. Wow, là một cái giếng nước. Mình tưởng là cái gì dơ bẩn lắm chứ. Không hiểu tại sao ở đây có một cái ngôi làng nữa các bạn. Hello, tụi bay có nhớ là 20 năm rồi tao đã giúp tụi bay phát triển làng như thế nào không? Mà sao giờ tụi bay còn ở mấy cái căn nhà này? Đâu phòng tụi nó. Ok, tiếp theo đó là cái Kute House. Kute, chắc căn nhà này dễ thương nè. Bam. Oh my god, sao cái nhà này. Cái này là cái gì đấy? Cái này là cái gỗ mà bị cột lại các bạn. Wow, Kute House. Mấy dân làng được ở nhà luôn rồi nè. Sướng phải. Được ở nhà Kute. Ok, nhà dễ thương các bạn. Nhà này là cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Ok, cái nhà này nhỏ thôi, không có gì hết. Là nhà gì dễ thương mà. Rồi, tiếp theo đó là cái mansion. Cái mansion giống cái biệt thự ở trong rừng vậy ta. Để mình thử coi nha. 1, 2, bim. Đây là một cái biệt thự nè các bạn. Mansion, một cái biệt thự. Mà cái biệt thự này nó tính ra là nó có nước nữa nè, nó có chỗ để trồng cây nữa hay sao á. Mà tiếc là mình trồng ngay cái chỗ đúng rồi, nó có một cái ruộng nữa nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lên đây coi. Đúng rồi, có một cái biệt thự rồi. Sao nãy mình thấy có lầu mà. Đây. Oh my god. Mình không có vô mấy cái nhà đâu. Oh my god, rộng lắm mà không có thời gian nhiều. Ok, bây giờ thì các bạn có thể thấy được một cái biệt thự mình đã xây ở trong một giây thôi.
Không, mình còn xây cái nhà bị hiện đại mà. Trong một giây nữa huống chi, gọi tiếp theo đi. Đổi mấy cái này đi, cắt này vô. Cắt cái này vô. Và tiếp theo để mình đổi coi là cái gì đâu. Sẽ có là arena nè, pen nè, log cabin nè, fortile nè, greenhouse, log cabin lấy rồi. Hook house. Ủa sao hai cái vậy? Mob spawner, ok. Tiếp theo nha, cái này là cái arena, mình cũng chắc là đấu trường các bạn. Búm. Để coi coi cái đấu trường này. Wow. Wow. Đấu trường thật nè. Đấu trường thật nè các bạn. Ồ, nó đã xây ra một cái arena. Ui, đây đấu trường thật này để mình vô coi. Wow, sao hay vậy? Ủa mà muốn vô đấu trường này là mình phải đập cái kiến này ra. Đập cái này ra. Ok, bây giờ mình sẽ vào đấu trường coi. Wow, đây là cái chỗ chuẩn bị để chúng ta đi vào đấu với mấy thằng kia kìa. Đó, đập. Bập. Đây là cái đấu trường. Đấu trường thật các bạn. Không phải đùa đâu. Ủa sao mình vô không được? What? Kỳ vậy ta? Sao mình vô không được? Có thể là do nó vướng cái này. Mình đập cái này rồi mình lót rồi mình đùa mình đi. Ok. Rồi. Lẹ lên, mất thời gian của các bạn. Đó, đấu trường. Đây là một cái đấu trường nè các bạn. Đấu trường. Ở đây đuốc. Ok. Đó, các bạn thấy có một cái đấu trường ở trong đây không? Quá phê. Ok, bây giờ mình sẽ xây vào đây nha. Bụp. À, cái này giống như là cái nông trại đấy các bạn. Xây như cái nông trại vậy ha. Mà mình cũng không biết nữa, không biết phải nông trại hay không, nhưng mà giống thật. Không có gì hết. Tiếp theo đó là cái fortile. Cái này là cái gì đấy? Rồi, tiếp theo thôi. Mình coi như là mình sẽ chuyển cái chế độ là sáng tạo luôn cho nó dễ. Fortile hồi nãy là cái gì? Oh my god. Mình vừa mới chuyển chế độ sáng tạo nữa, nó lắp mình luôn rồi. Đồ phòng mì đồ thôi chắc. Fortile. Là cái thác nước nè các bạn. Cái này là cái thác nước nè, cái này trang trí thôi, cũng không có gì ghê gớm. Fortile đến greenhouse là con nhà màu xanh à. Wow, lát. Wow. Greenhouse là cái gì? Để coi. Sao cái này giống cái nhà vòm để trồng cây vậy ta? À đúng rồi, đúng chuẩn luôn. Đây là cái nhà vòm để trồng cây này các bạn. Greenhouse. Yes. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, ơi khoan. Mình có lẽ là mình nên lấy một cái block nào đó mình đặt ra xong mình xây nhà lên thì các bạn sẽ thấy được hơn. Greenhouse là cái nhà vườn nha các bạn. Cũng không có gì hết. Rồi, tiếp theo mình chọn cái chỗ nào mà nó rộng rộng tí. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? Mình đặt cái cục này ra. Greenhouse và log cabin. Oh yeah, lát lắm. Oh my god. Cái này là một cái biệt thự luôn nè. Cái này phải đúng là biệt thự nè. Nhà hiện đại, nhà cái này nhà xịn, nhà đại gia các bạn. Ôi, sao cái này nó màu xanh vậy? Mình nãy mình nhìn vô mình tưởng nước các bạn. Mình nhìn từ xa mình tưởng cái đó là nước chứ. Vãi, nó hay quá ha. Rồi, log cabin là cái nhà này. Ôi, mấy cái nhà này mình cũng không có cần phải vô đâu các bạn à. Các bạn đứng ở ngoài các bạn cũng đủ thấy cái nhà này như thế nào rồi. Ok, quá phê. Rồi, tiếp theo đó là cái hook house. Cái này nó nghe tên nó dữ ra. Hook house là cái gì? Ok, bây giờ mình sẽ ra vào đây. Đây có một chỗ trống nè, phê. Rồi, đặt cái này ra và hook house là cái này đúng không? Pew, để coi nó là cái gì ta. Cái này có thể là nhà rất là bự nên nó bị lát các bạn. Oh my god. What the f- Nó bự gấp mấy lần cái modern house của mình luôn. Các bạn nhìn nè. Oh my god. Ơi, cái modern house của mình ở chơi có cỏ đẹp à. Wow, ở bên đây là một căn nhà hiện đại khác nữa. Và rất bự. Có hồ bơi nè. Có chỗ tắm nè, bla bla bla, rất là nhiều. Ok, cái này là một cái. Mình sẽ đi qua lại lẹo để còn mấy cái nhà nữa chứ đâu có ít đâu. Tiếp tục là cái này. Hút hào nữa chứ, cái này là cái hút hào nào nữa, mình không biết, nó có hai cái lận các bạn. Nhưng mà tại sao nó lại có hai cái? Đúng rồi, nó có hai cái đấy phải không? Wow, ở đây có một cái chỗ trang trí đẹp ha. Đẹp kìa các bạn. Đó, wow. Cái căn nhà này đẹp hơn căn nhà bên đây. Không biết căn nhà đẹp hơn nữa, mà nhìn thấy căn nhà cát này đẹp hơn nè. Ở trên đây có hồ bơi nữa nè. Dạo thiệt. Ok, rồi tiếp theo là cái mob spawn. Mob spawner. Để mình coi cái mob spawner là... Ok. Cái chỗ này để spawn ra mấy con kia thôi chứ không có gì hết. Nhỏ thôi. Rồi, đến với những cái cuối cùng nữa nào. Anh em quăng mấy này luôn đi. Còn 4 cái cuối cùng và mình để coi 4 cái cuối cùng này nó sẽ như thế nào nha. Đầu tiên là cái beach chair. Bãi biển à, bãi biển. Beach chair.
Hey, you go. Wow. Cái này là một cái bãi biển nè các bạn ơi. Cái này để tắm biển nè. Đây kìa, wow, phê. Tiếp theo đó là cái survival house. Cái nhà này là nhà sinh tồn nè. Để mình coi nhà sinh tồn nó như thế nào nha. Hop. Wow. Rồi. What? À, nhà sinh tồn mình giàu dữ à, nhà sinh tồn mà rộng dữ vậy ta. Căn nhà trong đây thì nó không có trang trí gì hết các bạn à. Nó chỉ tạo ra cho chúng ta căn nhà thôi. Để đi vào đây coi nó còn cái gì không. Oh my god. Cũng không có gì nhiều. Wow, được. Rồi, G-House. Ui, nhà trên cây à. Wow. Căn nhà trên cây nè các bạn. Vãi cả đái. Ở trên kia, hình như mình thấy trên kia là có cái gì á. Cổng đi ngục hay sao các bạn. Để mình lên coi. Đây là nhà trên cây nha các bạn. Nhà trên cây ấy. Rồi, ok. Không phải, mình nhìn một tím tím mình tưởng cổng địa ngục. Yeah. Giờ mình có một cái căn nhà rất phê. Và cái cuối cùng là Second Mansion. Là một cái biệt thự nữa. Và biệt thự, mình mới đạp xuống mà mình chưa. Ủa, sao cái này không được à. Second Mansion. Không được các bạn ơi. Vậy là cái cuối cùng rồi. Wow, và các bạn thấy là mình đã có thể xây được rất là nhiều căn nhà chỉ trong một giây thôi. Oh my god, tất cả những cái này là mình sẽ xây xong trong một giây thôi nha các bạn. Đó, các bạn, đây mình chuyển qua đây mình nhìn cho nó phê. Cái cuối cùng mình xây không được, nó không có sử dụng được. Ok, và đó. Đây, mình sẽ bay sơ qua đây là cái này là của làng. Còn cái này là của mình nè. Đó, mày thấy chưa? Rất phê đúng không? Wow, ở đây có hai cái bonus house nè. Rồi. Wow, cảm ơn các bạn đã xem video này và mình đã có thử thách là xây căn nhà chỉ trong một giây cho các bạn xem rồi đó. Rất là đơn giản đúng không? Và nếu các bạn thích video này của mình thì tại sao các bạn lại không dừng video lại, like một cái. Nói chung là các bạn like video, đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ mình. Và nói chung là các bạn hãy cố gắng mà bấm vào quảng cáo khi mà có video, khi mình hiện lên video á, các bạn bấm vào quảng cáo ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn như sau, nhớ là gửi fanart và gửi thử thách qua Gmail hoặc comment ở dưới cho mình biết. Ok, hẹn gặp lại các bạn như sau. Bye bye.